Lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8 năm 2022. Đây là sự kiện thường niên do Sở Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và các sở, ban ngành, đoàn thể phối hợp tổ chức với chủ đề Tôi yêu áo dài Việt Nam. Lễ hội diễn ra trong 02 tháng, tháng 3 và tháng 4 năm 2022 với các nội dung trọng tâm. 1. Chương trình khai mạc lễ hội sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 21 giờ ngày mùng 5 tháng 3 năm 2022 tại công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường đi Bộ Nguyễn Huệ được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình thành phố HTV1. 2. Chương trình diễu hành với áo dài với chủ đề khát vọng hòa bình với sự tham gia của hơn 2.000 người từ các độ tuổi khác nhau gắn với nội dung chào mừng 112 năm ngày quốc tế phụ nữ 8 phần 3 ngày 8 tháng 3 năm 1910 ngày 8 tháng 3 năm 2022 tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh về đường đi bộ Nguyễn Huệ từ 7 giờ đến 9 giờ ngày 6 tháng 3 năm 2022. 3. Chương trình nghệ thuật về áo dài với chủ đề áo dài ơi diễn ra từ 19 giờ đến 21 giờ ngày 6 tháng 3 năm 2022 nhằm định hướng thẩm mỹ và xu hướng sử dụng áo dài trong đời sống hàng ngày của người dân thành phố. Góp phần phát huy nét đẹp của chiếc áo dài Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và định hướng áo dài trở thành một xu hướng thời trang của giới trẻ. 4. Cuộc thi duyên dáng áo dài thành phố Hồ Chí Minh dành cho các cá nhân và tập thể các đơn vị trường học, sinh viên các trường, các gia đình, doanh nghiệp, các cơ quan đại diện lãnh sự các văn phòng đại diện kinh tế thương mại và các tổ chức quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh, đoàn viên, hội viên của các đoàn thể của thành phố trên các tỉnh, thành trong cả nước. 5. Cuộc thi áo dài online diễn ra trong tháng 3 năm 2022 với không hai hình thức tham gia trên nền tảng ứng dụng TikTok và trên trang thông tin điện tử của lễ hội http 2 gạch chéo gạch chéo lễ hội áo đài com vn 6. Cuộc vận động thiết kế mẫu áo dài với chủ đề áo dài ra thế giới diễn ra từ tháng 3 đến 4 trên 2022 nhằm tạo sân chơi cho các nhà thiết kế trẻ, sinh viên khoa thiết kế tại các trường đại học, cao đẳng. 7. Các chương trình truyền cảm hứng về áo dài cho khách du lịch, học sinh, sinh viên và người dân thành phố diễn ra từ tháng 3 đến 4 trên 2022. 8. Cuộc thi vẽ trên áo dài với chủ đề áo dài và hoa diễn ra trong tháng 3 năm 2022 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. 9. Không gian triển lãm áo dài và điểm đến du lịch diễn ra từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 6 tháng 3 năm 2022 tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường đi bộ Nguyễn Huệ. 10. Ngoài ra, phát động thời gian cao điểm mặc áo dài đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan nhà nước, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị xã hội thành phố, học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn thành phố và các thành phần khác từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 3 năm 2022 trong quá trình làm việc các dịp lễ và sự kiện quan trọng của năm trong khuôn khổ các hoạt động đồng hành cùng áo dài Việt. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn